Đây là lá vàng rơi nè anh chị. À, Sinh Y cũng tự ví mình là con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô. Anh chị mé bên tay trái thì anh chị để ý là con đường Nguyễn Văn Thụ, ngày xưa là con đường Tự Đức. Thì Sinh Y sẽ gửi một số cái hình ảnh đi một cách rất nhẹ nhàng trên con đường Tự Đức này. Rồi. Đó là ngôi trường Đinh Tiên Hoàng, và Sinh Y cũng xin phép anh chị lưu lại một số cái hình ảnh để coi ngày xưa với ngày nay thì cái lối kiến trúc có khác gì hay không. Con đường có lá mà bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Sinh Y Đoàn xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sinh Y Đoàn. Đối với Sài Gòn thì có rất là nhiều địa điểm cần khám phá anh chị, để mình tìm kiếm những cái nét xưa và nay của Sài Gòn. Cụ thể Sinh Y xin liệt kê đó là ví dụ như là Phú Lâm, Bến Mễ Cốc, Bến Bình Đông, Sớm Củi, Chợ Lớn, Ông Tạ, Bầu Cát, Sớm Mới, Lăng Ông Bà Chiểu, Thị Nghè, vân vân và vân vân. Và hôm nay thì Sinh Y cũng rất là vui đứng đây và chúng ta chuẩn bị chúng ta khám phá khu vực Đa Cao nha anh chị ha. Trải qua quá trình thăng trầm thì những con đường, những cái xóm nó thay đổi diện mạo cũng rất là nhiều. Với lối kiến trúc, với tên đường. Và hôm nay thì Sinh Y sẽ mời anh chị lang thang cùng Sinh Y. Và Sinh Y tin chắc rằng anh chị sẽ thấy con đường khu vực Đa Cao này rất là quen. Trước khi đi con đường thân quen đó với những cái ngôi trường xưa để ôn lại kỷ niệm Sài Gòn xưa và nay gửi tới anh chị, thì Sinh Y đang đứng ở vị trí này để anh chị nhìn xác định cho nó rõ ràng hơn. Chứ bây giờ thì thay đổi nhiều lắm, mà Sinh Y đi vào một cái là anh chị cũng rất là khó nhận biết. Trước mặt chúng ta đó là dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè anh chị. Và xa xa chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp, hai chiếc vỏ đang băng. Trời, rất là hạnh phúc khi mà quay được cái cảnh này gửi anh chị và các bạn. Anh chị xem nha, xem một tí. Hình ảnh này rất rất hiếm so với Sài Gòn ngày hôm nay anh chị. Và xa xa thì chúng ta thấy một cây cầu phía trước mặt, đó là cây cầu Phan Thanh Giản, nay là Điện Biên Phủ. Trên đường Phan Thanh Giản năm xưa đó anh chị, có thể là anh chị cũng đã hình dung Sinh Y đang đứng ở đâu rồi. Và cũng không đợi anh chị đợi lâu thì Sinh Y sẽ quay 360 độ để chia sẻ những hình ảnh, rồi lúc đó chúng ta sẽ đi. Rồi, dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè anh chị ha. Và đối với dòng kênh này thì bên trái thì có một con đường mang tên Hoàng Sa, và mé bên phải là Trường Sa. Ngày xưa những hình ảnh tài liệu những thập niên năm 80 thì nhà sàn không anh chị. Rồi chúng ta bắt đầu quay 360 độ. Sinh Y đang đứng trên cầu Thị Nghè anh chị. Trước mặt anh chị đó là con đường Hồng Thập Tự. Chúng ta về bệnh viện Từ Dũ, và những cái rừng cây phía trước mặt đó là khu vực sở thú. Và đối với sở thú và cái dòng sông này thì anh chị không thể quên một cái hồ bơi Yết Kiêu. Đối với hồ bơi Yết Kiêu thì nó có hai cái hồ bơi ngày xưa đó ở An Đông và ở đây. Và với cái góc này nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi chợ năm xưa, đó là chợ Thị Nghè. Rồi cái hướng này thì chúng ta về Văn Thánh. Ý, đúng rồi, Văn Thánh và khu vực Hàng Xanh.
Rồi, có thể là đây là một số hình ảnh thì anh chị sẽ nhìn một cách rất là rõ ràng. Và hôm nay rất là vui, không biết làm sao là mình lại có nhiều khi đó anh chị canh hoài mà đâu có được những chiếc vỏ như thế này lướt theo sóng nước của cái kênh Nhiêu Lộc này. Nhưng mà hôm nay cũng rất là vui, không ngờ là mình thu lại hình ảnh này để gửi anh chị và các bạn. Đó, có một bé nhỏ đang ngồi phía trước đó. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi một con đường thân quen. Sunny sẽ rảo bước trên con đường Hoàng Sa này. Đi một đoạn thì chúng ta sẽ có con đường Nguyễn Văn Thụ, khu vực Đa Cao. Ngày xưa đó là con đường mang tên Tự Đức. Chúng ta sẽ đi lang thang ra Đinh Tiên Hoàng, rồi chúng ta sẽ thăm lại ngôi trường Đinh Tiên Hoàng, rồi con ngôi trường Trần Văn Ơn, rồi đi vòng vòng cái khu vực đó để gửi anh chị và các bạn. Cái cô thu lục ve chai. Và đây là một số cái hình ảnh quán cà phê Thuyền Sài Gòn. Một ly cà phê đá thì nó cũng rẻ, anh chị có mấy chục ngàn Việt Nam đồng thôi. Và chúng ta lang thang, chiếc thuyền sẽ trôi lững lờ theo dòng kênh Nhiêu Lộc này, đi vào cái khu vực Tú ở dưới, gần tới cầu Công Lý luôn anh chị. Rồi, Sunny sẽ đi tới cái cầu này quẹo phải nha anh chị ha. Sunny tạm tắt nha anh chị, tại cái đoạn này thì nó sợ ảnh hưởng cái thời gian của anh chị xem. Xem video dài quá thì nó cũng sẽ mất thời gian của anh chị. Rồi, Sunny tạm tắt nha, tới con đường Tự Đức. Ngay chỗ con đường Hoàng Sa và Tự Đức thì Sunny sẽ quay lại. Đây là lá vàng rơi nè anh chị. Sunny cũng tự ví mình là con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô. Thì không biết là anh chị có thấy theo dõi Sunny thường thì anh chị có thấy giống con mình, giống con nai vàng ngơ ngác không? Ví như thế này cho vui. Bắt đầu thì Sunny xuất phát từ đây anh chị ha. Đây là một cái ngã ba Nguyễn Đình Chiểu và con đường Hoàng Sa. Con đường Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa là con đường Phan Đình Phùng, và chúng ta theo con đường Nguyễn Đình Chiểu Phan Đình Phùng này để chúng ta về khu vực chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ đó anh chị. Và từ đây thì chúng ta sẽ lận thận đi dọc cái hàng cây này, ngắm lá vàng rơi, rồi chúng ta sẽ tới con đường Tự Đức Nguyễn Văn Thụ nha anh chị ha. Má bên theo dọc cái kênh Nhiêu Lộc này thì chúng ta sẽ thấy cái cầu Phan Thanh Giản, trên con đường Phan Thanh Giản nay là trở thành là Điện Biên Phủ anh chị. Khi mà anh chị chia sẻ vượt qua cầu Phan Thanh Giản này, chúng ta tới xa lộ Biên Hòa, và con đường xa lộ Biên Hòa dẫn tới khu vực Hàng Xanh để lên cầu Sài Gòn. Với thời gian thì nó có rất là nhiều điều thay đổi, anh chị cũng cập nhật được. Ngày xưa thì ở đây thì nhà sàn ven bờ kênh, nhưng mà bây giờ thì nó hoàn toàn khác lạ rồi. Và hôm nay thì Sunny cũng rất là vui, không biết làm sao mà những chiếc vỏ nó cứ chạy qua chạy lại làm kích thích Sunny ghê luôn đó. Sunny zoom lại những cái hình ảnh sông nước như thế này. Đây là một cái gì đó, một hình ảnh rất là đẹp của Sài Gòn còn sót lại. Nó giống như một cái khu vực miền Tây thu nhỏ gì đó, bồng bềnh theo sóng nước. Cứ ngỡ rằng khu vực Bến Bình Đông, Bến Mỹ Cốc mới có thôi. Nhưng mà ở đây thì cũng có anh chị, và họ vận chuyển hàng hóa, chở hàng đi giao hay gì đó dựa vào cái dòng kênh Nhiêu Lộc này. Và dòng kênh Nhiêu Lộc này bây giờ thì nó kéo dài từ khu vực Ông Tạ
tới dòng sông Sài Gòn luôn anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngõ này anh chị ha. Ở khu vực Đa Cao này thì Sinh Y có quay một số con đường thân quen đối với anh chị, đó là Trần Quang Khải, nhưng mà Sinh Y đứng bên đây và quay dọc bên mé dãy phố bên rạp hát Văn Hoa, nhưng mà có một anh yêu cầu muốn là quay ngược lại mé khu phố bên kia thì Sinh Y sẽ tranh thủ thực hiện. Mấy hôm nay thì mưa anh chị, cứ chuẩn bị là cầm máy quay lên, bấm máy, hít thở một bầu không khí rồi bắt đầu tuôn trào cảm xúc. Nhưng cơn mưa ập tới, quê chứ, cơn mưa ập tới thế là ship máy lại và không có đi lang thang cùng với anh chị được. Chị gắn camera lên xe gắn máy rồi thế là đi thôi. Nó cũng buồn anh chị, đi bộ là một niềm vui mà. Đối với anh chị thì cái dãy phố này thì có những cái nhà lầu mọc lên, nó là một cái lối kiến trúc mới và ở đây buổi sáng thì người ta tập thể dục rất là nhiều. Mé bên tay trái thì có những cái quán cà phê và những con hẻm để vào một cái khu shop. Trước mặt anh chị, mé bên tay trái thì anh chị để ý là con đường Nguyễn Văn Thụ, ngày xưa là con đường Tự Đức. Thì Sinh Y sẽ gửi một số cái hình ảnh đi một cách rất nhẹ nhàng trên con đường Tự Đức này để chúng ta ôn lại kỷ niệm và không quên lê lại những lá vàng rơi. Rất là đẹp. Chúng ta đi nhé. Đi cho tan bồng, đi lại để nhìn lại, đi để cập nhật. Đây Nguyễn Văn Thủ. Tại sao mà Sinh Y biết về tên mới tên cũ thì cái đó là Sinh Y cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chính anh chị chia sẻ nên Sinh Y mới biết nhiều thôi. Đôi khi mình học hỏi từ những cái không mình. Đây con đường Tự Đức nè anh chị. Alo. Alo. Cà phê Úc. Đây có góc cà phê này cũng rất là đẹp. Đây là cái nhà ngày xưa đây. Và một khu sớm. Sinh Y sẽ đi mé bên đây nha. Tại vì bên đây là cơ quan hành chánh nên chính vậy nó cũng chẳng có gì, nó mới thôi. Mé bên kia thì những cái dãy nhà cũ mới đang xen. Đối khu vực Đa Cao này là con đường Tự Đức này là VIP đó anh chị. Thấy nhà lầu và giá cả thì thôi nó mắc kinh khủng lắm. Khu nực mà vực này thì anh chị thấy nó nhẹ nhàng, cũng rất là thanh bình, xe cộ ít. Đây là một cái trục lộ phụ thôi. Sinh Y sẽ cố gắng đi thật dài con đường này anh chị ha. Thật dài để cho nó trọn vẹn con đường Tự Đức này. Đây, đối với cái góc ngã tư phía trước là con đường Nguyễn Bình Khiêm. Mé trái thì chúng ta về khu vực Sở Thú. Có hai ngôi trường nổi tiếng đó là trường Trương Vương và võ trường Toản. Mé bên tay phải thì chúng ta ra cầu Phan Thanh Giản. Này là cầu Điện Biên Phủ. Và ngay đây cho có một cái đình. Đình này thì rất lâu rồi. Thì Sinh Y cũng muốn clear lại để anh chị nhìn ngó nha. Đình Tân An. Đây
con đường huyện Bình Khiêm và cập nhật một tí gì đó con đường huyện Bình Khiêm. Huyện Bình Khiêm thì Sunny cũng chưa đi bộ đó. Trước mặt anh chị đó là cái Bùng Binh. Nếu mà chúng ta đi ngang qua Bùng Binh thì nó có rất là nhiều ngạo tẻ. Một cái là lên cầu Phan Đăng Giang, một cái là ra Hoàng Sa, rồi một đường nữa thì ra chợ Đá Cao, rồi tới cầu Bông mé bên đây. Và nguyên cái dãy phố với lối kiến trúc này thì anh chị sẽ cập nhật được nó thay đổi. Mé bên đây là có chuẩn bị có một cái building ngay góc này luôn. Và chúng ta nhìn lại hình ảnh của ngôi đình Tân An của khu vực Đa Cao. Rồi, Sunny đợi đèn xanh đèn đỏ và Sunny tiếp tục đi nữa nha anh chị ha. Mình chắc mình sẽ băng qua đường và mình lia lại cái ngôi đình này để gửi anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nhau qua đường. Đây. Tân An Bình. Rồi. Thấy rõ nè. Rồi, hôm nay đi tiếp nha. Ở đây có một cái giống như một cái cư xá. Cư xá cũ. Và xua chắc rằng cái nhà này xây dựng với lối kiến trúc trước năm 1975. Đôi khi Sunny cũng không biết hết còn trọn vẹn Sài Gòn gì. Chính vì nhờ những anh chị chia sẻ thì mình biết. Đây hớt tóc ven đường. Thì hớt tóc ven đường và bây giờ nó trở thành một cái cơ quan đó, vẫn bức tường rêu phong đó bây giờ trở thành cơ quan gì đó Trung Nam. Hy vọng rằng anh chị đã từng ở đây, đã từng làm ở đây. Sunny, nếu mà tới con đường Đinh Tiên Hoàng thì Sunny sẽ clear lại ngôi trường Đinh Tiên Hoàng, rồi có con đường nho nhỏ nào Sunny sẽ lang thang tiếp tục. Đây là một cái ngôi nhà cũng hơi cũ nè, cũ nhưng mà bây giờ thì đối với khu vực này đụng vô là phỏng tay. Mai Thị Lụ, Nguyễn Văn Thủ. Nguyễn Văn Thủ là Tự Đức ngày xưa nha anh chị. Và con đường Mai Thị Lụ đây. Cứ tới một góc ngã tư thì Sunny lia vòng tròn để chợ nhìn thấy. Và cái nhà đằng kia nữa, góc phố này. Con đường Mai Thị Lụ mình đi thẳng tới thì mình tới con đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng anh chị. Cứ ước ao làm sao mà quay và có một số anh chị nhận ra thì Sunny cảm thấy nó vui. Mình đi mình không biết mệt là gì anh chị. Tiếp tục. Nói chứ đi bộ chính mới chính là của Sunny. Chạy xe gắn máy thì cái dòng xe cộ nó trôi qua rất là nhanh, mình cũng khó nhìn nhận được đường phố, lối kiến trúc, con người, khu phố như thế nào. Đi bộ vậy mình sẽ từng bước thăm, mình thả hồn vào nó. Mình cảm thấy nó vui hơn, hạnh phúc hơn. Đó
đối với khu vực này thì có những cái quán cà phê nó mang phong cách cổ điển anh chị, rất là đẹp. Đây là con đường Phan Kế Bính, đây gốc con đường Phan Kế Bính, và chúng ta sẽ có những căn nhà ngày xưa. Dạ. Con cầm cái này. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Đây đó, chú dặn là cầm này phải rất là cẩn thận, bị giật quay đó. Đó. Rồi, cẩn thận hơn thôi. Cảm ơn chú rất là nhiệt tình. Chú cho một lời khuyên thì bởi vậy thì con mới cầm chắc như thế này. Thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Đây. Căn nhà cũ, và chúng ta không thể ngờ được đây là một, có một cái biệt phủ, gọi là biệt phủ cho nó vui anh chị. Một biệt thự mới. Khu vực này thì quận nhất thì anh chị biết giá cả thì nó mắc rồi, nó cả chục triệu đô chứ không phải giỡn. Đó, nhà biệt phủ. Rồi, chúng ta tới con đường Đinh Tiên Hoàng, mé trái thì chúng ta về Cường Đệ đó anh chị, còn mé phải thì chúng ta sẽ về Cầu Bông, Hiền Phương. Đây con đường Đinh Tiên Hoàng, và đối với con đường Đinh Tiên Hoàng này nó xe cộ rất là nhộn nhịp, đặc biệt vào buổi chiều. Trên con đường này thì mình thấy food court, nhà ở của dân và công ty nhiều lắm. Và chúng ta không quên, chúng ta ngó lại một cái ngôi trường mà nó rất là nhiều kỷ niệm đối với anh chị. Đó là ngôi trường Đinh Tiên Hoàng, và Tinh Y cũng xin phép anh chị lưu lại một số cái hình ảnh để coi ngày xưa với ngày nay thì cái lối kiến trúc có khác gì hay không. Theo Sinh Y nghĩ thì nó thay lại mái ngói cho nó mới hơn, nhưng mà cái lối kiến trúc vẫn như xưa anh chị. Đây cái cổng nha anh chị, và đây là cái khu xóm nhà phía trước. Ngày xưa có thể là anh chị ăn chè, ăn cháo, ăn bánh gì khu vực này. Đối diện, những hình ảnh đối diện có thể là anh chị đi ngang qua đây chơi và chúng ta nhìn lại nha. Con đường Tự Đức thì Sinh Y sẽ đi một vòng, Tự Đức đằng kia thì Sinh Y sẽ đi một vòng hướng này, đi qua đường anh chị, hết dòng xe rồi. Đây ngôi trường đây anh chị. Hy vọng rằng với bức tường này, với hàng cây, nó sẽ có một cái gì đó nó sao xuyến. Bất cứ ai cũng vậy, kể cả Sinh Y cũng vậy, rất là sao xuyến. Ghé lại trường xưa, tôi đây nhưng mà bạn tôi đâu, bạn tôi ở phương nào. Những cái lúc mà còn trẻ thơ tung tăng cùng bạn, nhưng mà bây giờ với thời gian tóc cũng ngả bạc rồi, và lúc nào cũng nhớ về kỷ niệm, nhớ về những người bạn bè. Đây là con đường Nguyễn Thành Ý, không biết có nên đi Nguyễn Thành Ý hay là Tự Đức ta.
ở xa xa thì chúng ta sẽ có ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Phan Thanh Giảng anh chị. Đó, cái dòng xe phía trước thôi, nguyện thành ý. Đó là cái ý nguyện thôi, dựa vào cái thôi tùy duyên, không biết nói như thế nào, tùy duyên anh chị. Và chúng ta sẽ đi qua máy ở đây để nhìn lại. Đây, hy vọng rằng đây là một số hình ảnh với những cái bờ tường, với những cái song sắt và với cái lối kiến trúc này thì anh chị sẽ có một cái gì đó lưu luyến, không biết dùng từ nào, từ ngữ nào để nói hết cái kỷ niệm của anh chị đối với ngôi trường này. Và nếu mà anh chị có xem cái clip này thì hãy cùng share lên trên Facebook đó anh chị, biết về ngôi trường này, nhìn lại cái địa điểm xưa. Rồi, mình đi quanh anh chị ha. Đây là có một con hẻm nữa. Con hẻm này chúng ta sẽ đi ra con đường Phan Thanh Giảng đó anh chị. Rồi, nhìn lại bên hông ngôi trường rồi một tí nữa thôi. Nếu anh chị nào có nhà ý là muốn xem lại con đường này, nguyện thành ý thì hãy chia sẻ với Sunny thì Sunny sẽ thực hiện. Đây, cái ngôi trường và con đường Từ Đức mà Sunny cũng xin phép anh chị, Sunny đi một đoạn nữa vào cái khu vực này. Ở đây có một trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Nhà cũ nhà mới, khu vực này rất là yên tĩnh anh chị, thoải mái yên tĩnh. Và xa xa thì cuối đường là con đường có biệt thự. Rồi, xin đi sẽ quẹo ra nha, một tí gì thôi, không đi vào thì sợ sót một cái hình ảnh nào đó để anh chị cập nhật. Và con đường Nguyễn Đình Ý xin đi sẽ tốt, nếu mà anh chị cần chia sẻ thêm thì comment cho Sunny, không có anh chị đừng có ngại. Nếu mà có cái gì làm được thì Sunny sẽ làm với cái tâm của mình, chứ không có yêu cầu gì cả. Mình làm cho người khác vui là mình vui, mình lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Ví dụ như những bức tường này nè, sơn như thế này thì, vẽ như thế này thì cũng rất là hay. Sài Gòn hiện đại nè, bức tường này rất là đẹp. Đối với con đường này cũng là nguyện thành ý luôn anh chị. Đây cái nhà cũ nè, nhà xưa cũ. Bây giờ nhà số là một bis, nhưng mà xin đi nghĩ là nó thay đổi số rồi. Xin phép anh chị cho Sunny clear lại ngôi trường phía sau. Đây. Rồi, chúng ta đi tiếp nha anh chị ha. Hy vọng rằng viên biên vẫn còn, để chúng ta có một cái gì đó trọn vẹn con đường Từ Đức, ngôi trường Đinh Tiên Hoàng. Và cái khu phố Từ Đức này, nay là Nguyễn Anh Thụ, nó nhẹ nhàng, nó nên thơ, không ồn ào anh chị. Và chúng ta lại đi tiếp chăng, vòng một vòng ngôi trường rồi đó. Cái hướng này thì anh chị cũng biết là mình về Đinh Tiên Hoàng đó. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp con đường này. Và không quên,
chúng ta lại nhìn lại một ngôi trường nữa hôm nay thật sự là hạnh phúc. Tại vì mình đặt mình vào anh chị thì mình sẽ hạnh phúc khi mà nhìn lại mái trường xưa. Chừng quán ơn thì phải. Nhìn con hẻm với hàng cây, hy vọng rằng hàng cây này nó sẽ tồn tại rất là lâu. Chừng Doãn Khanh à. Máng đây chừng Doãn Khanh mà nãy là xin đi định ra là xin đi quay lại à, chừng Doãn Khanh con đường xưa cũ, và xin đi cũng sẽ lia lại ngôi trường Trần Văn Ơn này. Cái này là anh Hùng đã học ngày xưa nè. Hàng cây sân trường với lối kiến trúc này gợi tới anh chị. Đó. Sơ hình ảnh sơ là thế. Trung học cơ sở Trần Văn Ơn à, khoảng sân ở bên trong rất là rộng anh chị. Mình nhìn vào cái cửa thì khoảng sân bên trong rộng lắm. À, lia lại một cách rất tròn chậm chạp nha anh chị ha. Rồi xin đi lia lại. Hy vọng rằng những cái clip nhẹ đó anh chị sẽ thấy hết à, ngôi trường Trần Văn Ơn. Rồi chúng ta lại tiếp tục thôi. Trường Đinh Tiên Hoàng, trường Trần Văn Ơn, và một con đường thật dài đó là con đường Từ Đức. Ở đây có một con hẻm thì có thể là ngày xưa anh chị à, đôi khi cũng cúp cua. Mình nghĩ tối ngày cứ nghĩ mình suy ra người khác không à, xin đi lâu lâu cũng cúp cua. Hồi xưa có những cái từ như là cúp cua à, đi coi cọp, đi coi đá banh cũng coi cọp à, đi xem phim cũng coi cọp. Chú dẫn con vô, chú nó mày là cái gì mà dẫn mày vô, dạ coi như con cháu gia đình vậy, dẫn con vô đi chú đó. Cứ giọng điệu như thế, mặt rất là buồn thảm, đôi khi là coi như nhiều lúc cũng nhỏ lệ. Muốn nhỏ lệ dễ lắm chị, lấy dầu đó chét vào mắt hơi thế là nhỏ lệ rơm rớm nước mắt, thế là người ta thương người ta dẫn vô rồi xong tới sân banh rồi oh yeah diễn thẳng đã thành công à, trước mặt anh chị đó là con đường Mạc Định Chi à, chúng ta xuôi dòng theo dòng xe máy bên tay trái thì chúng ta phải về đại lộ Thống Nhất để về con đường Nguyễn Du, có một cái nhà thương của Pháp là Grand. Và đối với Nguyễn Du thì chúng ta có rất là nhiều kỷ niệm đối với cái ngôi trường La Santa Fe và nhà thương Grand. Đây anh chị à, chúng ta sẽ qua đường nhé. Ơi, và con đường Hàng Me này sẽ dẫn chúng ta xuyên qua con đường Phùng Khắc Khoan nè, rồi đến con đường Hai Bà Trưng à, chúng ta nhìn lại cái góc ngã tư này. Còn một đoạn ngắn nữa thôi thì Sunny sẽ tạm chia xa anh chị với các clip này. Sunny thật sự là rất là vui đã cùng lang thang. Anh chị đừng nghĩ là Sunny mệt đâu. Niềm vui của anh chị đó là cái một cái gì đó động lực của Sunny thôi.
con đường có lá mà bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Cứ đi đến Hàng Me, những con đường Hàng Me tự nhiên nghêu ngao. Con đường Hàng Me thì có những con đường như là đường Công Lý, đường Pasteur, Phùng Khắc Khoan, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Nguyễn Du, Gia Long. Hàng Me rất là nhiều. Và với bóng mát Hàng Me này, lay trong gió, những lá me rơi, cũng nói lên cái lời chia tay, tạm chia tay của Sunny đến với anh chị thông qua các clip Tự Đức, và hy vọng rằng anh chị vui với các clip này. Đôi khi chúng ta không sống ở khu vực đa cao này, nhưng mà nhìn vào đây thì chúng ta mường tượng khu vực đa cao ngày hôm nay nó như thế nào trên con đường Tự Đức Phùng Khắc Khoan anh chị. Con đường Phùng Khắc Khoan này nó cũng ngắn thôi anh chị, nó nối từ Hồng Thập Tự đến Phan Thanh Giản, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, đến Điện Biên Phủ. Và chúng ta qua đường, xa xa là công viên Lê Văn Tám, ngày xưa là nghĩa trang Mạc Đình Chi. Và đây là có một cái căn nhà theo lối kiến trúc của Pháp, nhưng mà bây giờ thì có những cái pano quảng cáo che hết rồi anh chị. Xa xa là chúng ta thấy một cái ngã ba trước mặt anh chị, đó là con đường Hai Bà Chân nha anh chị ha. Và con đường Hai Bà Chân cũng vẫy chào chia tay với anh chị, và thầm chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, luôn luôn an vui hạnh phúc bên gia đình, là xin đi vui. Cảm ơn anh chị để ủng hộ kênh, thì anh chị nhớ like, share Facebook hoặc là share những cái email gửi tới bạn bè, để chúng ta cùng nhau lang thang đi trên con đường rộp lá me bay của con đường Tự Đức năm xưa, nay là Nguyễn Văn Thụ, để mình thăm lại những cái ngôi nhà, những ngôi trường học như là Đinh Tiên Hoàng, Trần Văn Ơn, vân vân. Xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn, hẹn gặp lại, bye bye, anh chị luôn khỏe nha.